Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm món là nem chua chay từ vỏ bưởi và đu đủ. Và đây là cái phần nem thì mình làm đã được 2 hôm rồi đó các bạn. Và mình ăn nó có vị chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. Mình làm màu tự nhiên từ củ dền thì mình ăn rất là an toàn cho sức khỏe. Và ở đây thì mình để ít cọng rau găm, tỏi, ớt lên, nó có cái vị rất là thơm. Và nếu như các bạn không sử dụng cái vỏ bưởi thì mình có thể thay thế từ rau câu và đu đủ cũng được nha. Để làm được cái phần nem chua chay thì đây mình có là một trái bưởi, một trái đu đủ xanh và hai củ dền để mình làm cái màu, 5g muối và 3g đường, còn bên đây là 5g tiêu hạt, 10ml giấm. Mình sử dụng giấm gạo nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi bào cái phần đu đủ này. Đu đủ này khi các bạn mua về thì mình rửa cho sạch và mình gọt bỏ đi cái phần vỏ màu xanh nha. Và lúc này mình sẽ dùng cây dao bào, mình sẽ bào những sợi nhỏ như vậy. Và nếu các bạn không sử dụng dao bào thì mình có thể dùng dao và mình sẽ sắc cho thật là mỏng ra như vậy nha các bạn. Mình làm nem này mình sử dụng đu đủ xanh như vậy á, thì khi mình làm nem lên cái đu đủ mình á, nó rất là giòn. Còn nếu như các bạn sử dụng đu đủ mà nó hơi chín á, thì khi mình làm nem lên á, cái phần đu đủ của mình nó không được giòn. Đu đủ của mình thì mình đã bào xong rồi nè các bạn. Và lúc này mình sẽ để muối vô. Mình để vô đây là 2 muỗng muối. Và mình sẽ trộn đều lên, mình để mình ngâm khoảng 10 phút nha, để cho cái phần đu đủ mình nó loại bỏ đi những cái mủ và nó dịu lại. Thì mình xả nhiều lần với nước nha các bạn, để cho cái phần đu đủ mình nó không còn cái vị mặn nữa. Mình ngâm với muối gì đu đủ của mình nó sẽ được giòn hơn và nó dịu lại, nó rất là ngon luôn. Mình xả đến khi nào mà cái phần đu đủ mình nó hết mặn thì thôi nha. Mình xả và mình vắt cho nó thật là khô. Đến phần bưởi này thì mình sẽ đi gọt vỏ. Và mình sẽ gọt những vỏ bên ngoài xanh the, mình sẽ gọt bỏ hết nha các bạn. Và mình chỉ lấy cái vỏ trắng bên trong thôi. Về cái phần bưởi này á, thì các bạn muốn lựa bưởi nào cũng được nha. Nhưng mà mình lựa những trái to to để cho cái vỏ nó được nhiều hơn. Và nếu các bạn không sử dụng bưởi thì mình có thể làm bằng rau câu cũng rất là ngon luôn. Rồi cái phần vỏ xanh xong á, thì mình sẽ khứa lằn để mình đi lấy cái phần vỏ bưởi bên trong cho nó được dễ hơn nha các bạn. Phần vỏ bưởi nó rất là dày luôn đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy hết cái phần vỏ bưởi này ra. Mình khứa lằn như vậy á, thì khi mình lấy cái vỏ bưởi ra nó rất là dễ luôn. Phần vỏ bưởi của mình sau khi mà mình lấy xong á các bạn, thì nó có những cái lằn vàng như vậy thì mình sẽ lấy ra hết. Tại vì nếu mà mình để vô á, thì cái vỏ bưởi của mình nó sẽ dễ bị đắng á. Nên mình sẽ lấy ra hết. Và khi mình lấy ra hết xong rồi á, thì mình xắt cho nó thật là mỏng nha các bạn. Mình xắt sao cho cái vỏ bưởi nó thật là mỏng như vậy. Nếu mà các bạn xắt nó dày quá khi mà mình hấp cái vỏ bưởi lên á, nó sẽ lâu mềm. Và mình xắt mỏng thì khi mình vắt cũng rất là dễ luôn đó các bạn. Thank you.
Vỏ bưởi thì mình đã xách xong và cái lượng mà mình thu được cái vỏ bưởi này á, là 250 gram nha các bạn. Lúc này mình sẽ để muối vô, mình cũng sẽ để vô đây là 2 muỗng. Và mình cũng trộn đều cho cái phần muối nó thấm đều vào vỏ bưởi. Mình sẽ ngâm trong vòng là 15 phút nha các bạn. Phần vỏ bưởi này á, thì mình xả nhiều lần với nước nha các bạn. Mình xả và mình dùng tay mình bóp cho nó thật mạnh như gì để cho cái phần vỏ bưởi của mình nó không còn cái vị đắng và cái vị mặn nữa. Mình xả 2 đến 3 muỗng nước nha. Đó, và mình bóp cho thật mạnh. Và mình dùng tay mình dắt cho cái phần vỏ bưởi mình nó thật là ráo nước. Mình sẽ bắt một nồi nước lọc lên. Và mình sẽ để vô đây là một muỗng muối. Để mình đi luộc cái phần vỏ bưởi. Mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó sôi lên. Khi nước đã sôi lên, mình sẽ để vỏ bưởi vô. Mình luộc vỏ bưởi như gì á, để đảm bảo cái phần vỏ bưởi của mình á, nó không còn cái vị đắng, vị the nữa. Mình luộc đến khi nào nước sôi lên thì mình vớt ra nha các bạn. Nước đã sôi lên và vỏ bưởi của mình như gì được rồi. Mình sẽ vớt ra ngoài. Mình sẽ bắt một cái xửng lên để mình đi hấp cái phần vỏ bưởi. Vỏ bưởi sau khi mà mình luộc xong á, mình vớt ra ngoài và mình vắt cho thật khô. Rồi mình để vô một cái xửng như gì để mình đi hấp. Và mình hấp trong vòng 20 phút nha các bạn, để cho cái phần vỏ bưởi của mình á, nó mềm. Và mình sẽ đậy nắp lại để cho cái phần vỏ bưởi của mình nó mau mềm hơn. Trong thời gian mà mình đi hấp cái vỏ bưởi á, thì mình sẽ đi xắt cái phần củ dền này ra. Củ dền này á, thì mình đã gọt vỏ sạch rồi. Thì lúc này mình sẽ xắt ra những miếng mỏng để lát khi mình luộc á, mình lấy cái phần màu cho nó được dễ hơn đó các bạn. Mình làm bằng màu củ dền như vậy á, thì mình ăn nó rất là an toàn cho sức khỏe luôn. Phần củ dền thì mình đã xắt xong thì mình sẽ đổ vô một cái nồi. Và mình sẽ để vô đây là khoảng nửa chén nước nha các bạn. Mình đừng có đổ nhiều nước quá. Đổ nhiều nước quá thì cái màu củ dền của mình á, nó không được đậm. Ở đây thì mình có chuẩn bị là ớt nè, tỏi, rau găm để lát mình làm cái nem xong mình sẽ trang trí lên. Tỏi này thì mình sẽ xắt mỏng ra, thật là mỏng luôn nha các bạn. Tại vì mình để vô nem á, mình xắt mỏng như vậy á, thì mình ăn nó sẽ được ngon hơn á. Và nếu các bạn nào không ăn tỏi thì mình không cần bỏ vô nha. Nhưng mà nem này thì mình để tỏi vô mình ăn nó thơm và nó sẽ ngon. Bưởi thì mình đã hấp xong rồi nè các bạn. Giờ nó rất là mềm luôn. Thì lúc này á, thì mình dùng cái chày đâm tiêu mình sẽ giã nhuyễn ra. Mình giã trong cái lúc nóng như vậy nè, thì cái phần vỏ bưởi của mình nó sẽ rất là dễ nhuyễn luôn. Đó, mình giã đến khi nào mà cái phần vỏ bưởi của mình nó nhuyễn là được nha. Vỏ bưởi thì mình giã nó nhuyễn như gì được rồi nha các bạn. Đó, mình giã sao cho nó thật là nhuyễn như gì nè. Và mình sẽ đi nêm cái phần vỏ bưởi này. Mình sẽ để vô đây là một muỗng tiêu xay.
Phần đường thì mình sẽ để vô đây là 3 muỗng cà phê và 1 muỗng cà phê muối nha. Và mình sẽ để cái phần đu đủ vô. Giấm mình cũng sẽ để hết vô đây luôn. Mình sử dụng giấm để cho nó nhanh chua hơn. Và mình làm cái nem này á, thì mình không thể nào thiếu cái màu nha. Ở đây thì mình sử dụng là màu của củ dền. Thì mình dùng là 3 muỗng, 3 muỗng cà phê. Và nếu bạn nào muốn đậm hơn á, thì mình cho cái lượng củ dền nhiều vô nha. Nếu các bạn không sử dụng cái màu bằng củ dền á, thì mình có thể thay thế bằng màu thực phẩm. Tuy nhiên màu thực phẩm thì mình làm nó không có tốt cho sức khỏe. Mình sử dụng cái màu từ rau củ như vậy á, thì nó an toàn và nó tự nhiên hơn nha các bạn. Và mình sẽ dùng tay mình sẽ đảo đều cho cái phần vỏ bưởi và đu đủ và các loại gia vị nó tan và nó thấm đều lại với nhau. Nem sau khi mà mình đã trộn đều rồi thì mình sẽ để cái phần nem ra ngoài cái bọc bao thực phẩm như vậy. Và mình sẽ đi quấn lại. Mình sẽ quấn lại thành những cái đoạn dài dài như vậy nha các bạn. Và lúc này mình sẽ để cái phần rau găm lên. Và khi các bạn để rau găm lên á, thì mình để cái mặt bóng đẹp ra ngoài như gì nha. Tiếp đến thì mình sẽ để cái phần tỏi lên. Mình sẽ xen vô như gì để cho nó được đẹp hơn. Và ớt. Và như nếu bạn nào không ăn ớt và tỏi thì mình khỏi để vô nha. Và mình sẽ quấn lại. Mình sẽ quấn thật chặt lại nha các bạn. Hoặc là các bạn làm những viên tròn hoặc là vuông cũng được nha. Ở đây thì mình làm những cái viên tròn tròn như vậy. Thì mình cũng để rau găm lên. Rồi tỏi và ớt lên như vậy. Mình dùng cái bọc bao thực phẩm mình quấn lại. Mình quấn cho nó thật chặt lại nha các bạn. Đó, giờ mình đã có một miếng nem rất là ngon và rất là đẹp mắt luôn. Phần nem chua chay của mình thì mình đã làm xong rồi nè các bạn. Và mình bọc những cái bao thực phẩm vô như gì. Nếu mà các bạn muốn bảo quản được lâu thì mình bọc những bao thực phẩm vô như gì nha. Và khi nào mình ăn á, thì mình mở ra như vậy thì mình bảo quản được cái nem của mình được lâu hơn đó các bạn. Và thường nếu các bạn muốn nem của mình nó ngon á, thì khoảng 2-3 hôm á, mình dùng á, thì cái nem của mình nó sẽ được ngon hơn nha. Đây, cái phần nem của mình thì được 2 hôm. Rất là thơm luôn. Và món nem chua chay này á, thì mình ăn kèm với muối tiêu, với rau găm thì rất là ngon.